công chúng phương Tây cùng ý kiến về màn hở bạo của Ngọc Trinh tại Can. Tờ tin tức Daily Mail Anh đưa tin bài với dòng tít, người mẫu Ngọc Trinh gây khuấy động thảm đỏ liên hoan phim Can với bộ đầm, hở bạo tại sự kiện công chiếu phim A Hidden Life. Daily Mail giới thiệu rằng Ngọc Trinh đến dự liên hoan phim Can khá muộn, từ khoảng cuối tuần qua, liên hoan phim Can diễn ra từ ngày 14 đến 25 năm. Vậy nhưng ngay khi vừa xuất hiện, cô đã khiến sự có mặt của mình, phải được chú ý bằng bộ đầm táo bạo khi dự lễ công chiếu phim A Hidden Life vào ngày Chủ nhật tuần qua. Người đẹp 29 tuổi hở bạo trong bộ đầm đen xuyên thấu bó sát. Daily Mail nhận xét rằng bộ đầm không để lại nhiều chỗ cho trí tưởng tượng với những đường cắt xẻ táo bạo. Cùng xuất hiện tại buổi công chiếu phim này, còn có những nhân vật nổi tiếng như người mẫu anh Lady Victoria Hervey, nhà thiết kế thời trang người anh Kimberly Gagner, nữ diễn viên người Ấn Độ Eswar Vizhai. Hoa hậu thế giới năm 1994, người mẫu Thụy Điển Elsa Hosk. Chuyện phim A Hidden Life kể về người đàn ông Áo có tên Franz Suster, 1907-1943. Ông đã kiên quyết không chiến đấu cho phe phát xít trong thời kỳ Thế chiến 2, dù có lệnh yêu cầu nhập ngũ. Franz Suster sau đó đã bị tử hình vì quyết định đầy dũng cảm và nhân văn của mình. Bài báo của Daily Mail về việc người mẫu Ngọc Trinh dự công chiếu phim hiện nhận được 40 bình luận, trong đó những bình luận nhận được nhiều sự đồng tình nhất của các độc giả phương Tây được đăng tải dưới bài như sau. Hãy nhìn gương mặt của những người phụ nữ xuất hiện ở hậu cảnh các bức ảnh. Trang phục để lại quá ít chỗ cho trí tưởng tượng. Diện mạo này quả thực quá nặng đô, thật đây sao? Những bình luận cũng nhận được nhiều lượt đồng tình khác của các độc giả, cũng không dành nhiều sự ủng hộ, tán dương cho phong cách thời trang này. Khi đôi giày còn che chắn nhiều hơn cả bộ váy, thì bạn nên mặc một bộ đồ khác tiết chế lại một chút bao giờ cũng tốt hơn, tôi nghĩ bộ đầm trông sẽ ổn hơn, với phần cổ cao trên tay dài và chỉ có đôi chân khoe ra. Như vậy sẽ là một diện mạo táo bạo mà không bị quá đà. Khi lộ cả chân, cả ngực và mọi thứ khác, sẽ là quá đà. Bích Ngọc theo Daily Mail. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.